Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Nhà trò địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, quyển 13 chương 42, cuối cùng biết trước bức họa. Lý Ẩn không ngừng rớt xuống. Giờ phút này hắn biết chắc mình không thể nào sống sót được nữa. Hiện tại hồi tưởng lại, tiến vào nhà trọ kia kỳ thực cũng không phải là việc ngẫu nhiên. Lúc trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Ẩn quyết định rời khỏi nhà sống tự lập. Hắn thuê một nhà trọ giá rẻ ở gần đó. Mà hắn làm như vậy là vì trong lúc vô tình hắn phát hiện ra, hàng năm phụ thân sẽ tiến tới khu vực này tìm kiếm. Không những vậy, hắn còn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu điều tra khu vực kiến trúc xung quanh nơi đó. Nhất là khu vực xung quanh nhà trọ, phụ thân đã điều tra rất nhiều lần, rất kỹ càng và chi tiết. Lúc ấy, Lý Ẩn hoài nghi, phụ thân muốn làm gì? Điều gì đã làm cho hắn chấp nhất với chuyện này như thế? Hắn hy vọng muốn hiểu rõ phụ thân. Phụ thân từ trước đến nay hám lợi, hắn cũng biết. Nhưng mà chưa từng thấy ông ấy chấp nhất tới như vậy. Cho nên hắn mới tiếp cận, lựa chọn thuê một căn phòng giá rẻ ở gần đó. Ngày đó vì vấn đề tiền bạc, hắn không thể không ra ngoài tìm việc làm. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào khu vực kia, nhưng lại là lần đầu tiên tiến vào con ngõ nhỏ. Cũng chính bởi nguyên nhân đó nên hắn mới tiến vào nhà trọ. Cái ngày hắn biết được phụ thân có quen biết với mẫu thân của tử già, hắn đã từng hoài nghi. Chuyện phụ thân muốn điều tra có phải liên quan tới nhà trọ hay không? Lúc ban đầu hắn hoàn toàn không cho rằng giả thuyết này là đúng, chỉ nghĩ là hắn tưởng tượng quá nhiều mà thôi. Nhưng về sau, hắn cảm thấy chuyện này rất có thể. Ở đâu đó sâu bên trong tối tăm có một thứ gọi là vận mệnh đem mọi thứ gắn kết lại với nhau. Tầm mắt của hắn thủy chung không rời khỏi tử dạ. Hắn hy vọng trước khi tánh mạng kết thúc, muốn đem hình ảnh của nàng khắc sâu vào trong tâm trí, giống như lúc ban đầu nhìn thấy nàng, trái tim hắn đã khắc sâu vào hình bóng của nàng. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm giác tầm mắt hắn biến hóa rất lớn. Như thế nào mà hắn và tử dạ lại nằm trên mặt đất, mà lại là còn nằm ở trước cửa nhà trọ? Nhà trọ, chúng ta trở về rồi hả? Lý Ẩn quả thực không thể nào tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn chăm chú vào nhà trọ ở trước mắt, thậm chí hắn hoài nghi hết thảy đều là ảo giác, là một thủ đoạn đùa giỡn của nhà trọ. Tư dạ cũng giống như vậy, nàng nghĩ đã chết chắc rồi, thế mà cứ như là tuyệt địa phùng sinh, bọn hắn lại xuất hiện trước mặt nhà trọ. Lúc hai người còn đang nghi ngờ chuyện gì đang xảy ra, thì trên mặt đất có một chữ màu đen dần dần hình thành. Đem bộ thâm vũ ở phòng 2505 ra khỏi bên ngoài nhà trọ thì có thể sống sót. Thương Quang Miên linh hoạt từ trên vách đá tiến đến một cửa động, sau đó nàng nhanh chóng chui vào, tốc độ trốn thoát cực kỳ nhanh, nhưng ác linh truy đuổi sau lưng nàng còn nhanh hơn. Dù sao nhà trọ cũng không gây ra hạn chế đối với ác linh này. Tương Quang Miên biết rõ lá bài tẩy duy nhất của nàng đã không còn nhiều. Bơm, độc dược, súng ống đều không thể gây thương tổn cho hồn thể của quỷ hồn. Gần đây nàng đang cân nhắc có nên bắt tay nghiên cứu theo góc độ tôn giáo hay không, nhưng tạm thời vẫn chưa thu hoạch được gì. Với tình huống hiện tại, chỉ có thể dựa vào tốc độ để so đấu rồi. Từ nhỏ nàng đã trải qua vô số cảnh tượng khủng bố. Cuộc sống hàng ngày đấu tranh sinh tồn đã là chuyện như cơm bữa, cho nên chuyển vào sống ở nhà trọ nàng chưa một lần thấy sợ hãi. Dù sao thì chỉ cần không phải là kết quả phải chết, không thể nghi ngờ, thì rất khó tạo thành chấn động gì cho thần kinh của nàng. Đối với Thượng Quan Miên mà nói, cũng giống như một câu kịch trong Hamlet. Thế giới này giống như một cái ngục giam, nhà trọ bất quá là một cái nhà tù có điều kiện tương đối kém mà thôi. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, quý hồn so sánh với những loại khủng bố nàng được chứng kiến ở thế giới hắc ám kia, căn bản là tiểu phụ kiến đại phụ.
Lúc này nàng đã cảm giác được ác linh đang ép sát sau lưng, nhưng ở trong một thạch động. Nhưng ở trong một thạch động hẹp hòi này không thể dùng bơm. Thương Quang Miên sau khi xông vào một đoạn rẽ thì tiến vào một khu vực tương đối trống trải. Sau đó nàng quay đầu lại, cầm chắc hai khẩu sa mạc chi ưng trong tay, hai mắt băng lãnh nhìn ác linh đang tới gần. Vẫn như cũ là nam nhân toàn thân bao phủ bằng kiện hắc y, hai tay nó giơ lên hướng Thường Quang Miên di động đến. Nàng lập tức bắn ra một phát súng, một phát này trực tiếp phá thủng một lỗ trên cơ thể nó, không có máu tươi chảy ra, nó vẫn di động không hề dừng lại chút nào. Sau đó độc châm bay tới đâm trúng đầu. Thế nhưng khi độc châm kia bị hắc khí bao trùm, ăn mòn rồi cuối cùng biến mất. Thường Quang Miên không thể ngăn cản được con quỷ này, chỉ có thể hướng về phía sau bỏ trốn. Mà lúc này, bỗng nhiên từ đầu đường rẽ khác chạy ra một người. Đúng, là Lý Dùng. Lúc Lý Dùng liếc mắt nhìn thấy hắc y nam nhân kia, cũng là lúc hắc y nhân ngẩng mặt nhìn lên. Có thể nhìn thấy được dưới lớp vải là một cái đầu lâu sương sấu. Lý Dùng lập tức dừng bước, hạng đứng cách con quỷ một đoạn, nhưng đã cảm giác hàn ý xông lên não. Cái này không phải là bộ khô lâu vừa rồi sao? Là một bác sĩ đang nhìn quen sinh tử, nhưng khi nhìn thấy một bộ khô lâu không cần giá đỡ đứng trước mặt, làm cho hắn cảm giác những giá trị cố hữu trong nội tâm không ngừng sụp đổ. Tuy hắn sớm ý thức được rằng cái chết của Doanh Thành Ly có liên quan tới sự vật siêu nhiên, nhưng khi nó hiện ra trước mắt thì... là hắn sao? Hôm nay là ngày giỗ của Thành Ly. Lý Dung tuyệt đối không quên. Lần trước tới phố Mộ Nguyệt bái tế cũng là vì lý do này. Chẳng lẽ giết chết Thành Ly chính là con quỷ này? Giờ phút này, sự phẫn nộ chế trụ nỗi sợ hãi. Doanh Thành Ly là người quan trọng nhất trong nội tâm của Lý Dung, là người còn quan trọng hơn tánh mạng hắn. Mặc dù nàng đã chết gần 20 năm, nhưng Lý Dung vẫn không thể nào quên được nàng, tưởng niệm nàng, hoài niệm nàng. Cho ra người sát hại nàng đã trở thành toàn bộ ý nghĩa trong cuộc sống của hắn. Nhưng bất kể hắn có cố gắng như thế nào, đều như đem đá ném vào biển rộng. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn không muốn buông tha. Cái chết của Doanh Thanh Ly chính là chấp niệm lớn nhất đời hắn. Vô luận giết chết nàng là người hay là quỷ, hắn đều muốn tra ra hết thảy. Cho nên hắn quyết định không tiết dụng hết thải thủ đoàn với Trương Kinh Doanh Bệnh viện Chính Thiên để mở rộng tài lực và quyền lực. Một khi hắn có đủ tiền và thế, hắn có thể tiến thêm một bước điều tra cái chết của Doanh Thanh Ly. Thậm chí có thể thông qua mối quan hệ để gây áp lực lên cơ quan điều tra. Không thể bỏ dở vụ án này, đồng thời hắn càng có thêm nhiều cơ hội để hiểu rõ lĩnh vực trước kia mình không biết. Những hiện tượng siêu nhiên ẩn nấp trong xã hội, hắn muốn hiểu rõ hết thảy. Hơn nữa, bệnh viện với tư cách là nơi chưởng quản sinh tử của con người, cũng là nơi có thể tiếp cận gần nhất với những hiện tượng linh dị thần bí. Nếu như trên thế giới này có tồn tại linh quỷ, như vậy bản thân hắn cũng tính đã hại chết khá nhiều tánh mạng bệnh nhân. Không hiểu họ có thành quỷ tới báo thù hắn hay không. Nếu được, hắn hy vọng có thể nắm được một vài quy luật của mình giới, thậm chí điều tra ra manh mối có liên quan tới cái chết của Thành Ly. Nếu như thực sự có loại vật như vậy tồn tại, như vậy ta nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Hắn từng nói với Lý Ẩn, trên đời này con người là chúa tể của hết thảy. Đó là lời nói chân tâm của hắn. Thân là bác sĩ, hắn có thể đơn giản quyết định sinh tử của một người. Bất kể ai là bệnh nhân, trước mắt hắn đều bình đẳng. Nếu như con người sau khi chết đi còn có thể biến thành quỷ, như vậy tức là còn có một tầng khác cao hơn so với chết tồn tại. Vậy thì hắn muốn đụng vào nó, muốn tới gần nó. Cho dù hao hết cả đời, hắn cũng muốn tiếp xúc với thứ đó. Mà hôm nay, rốt cuộc hắn có thể đối mặt với tồn tại tưởng như chỉ có trong suy nghĩ. Lúc này Lý Nhẫn và Tử Dạ nhanh chóng chạy tới cửa ra vào nhà trọ. Chỉ cần tiến vào nơi đó là bọn hắn an toàn. Rốt cuộc, khi chân của hai người đạp lên mặt đá cẩm thạch trong đại sảnh mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tử Dạ, chúng ta...
Lý Nhận bắt lấy cánh tay của Tử Già nói, chúng ta thật sự trở về rồi hả? Thật sự an toàn rồi sao? Lúc này hắn thực sự sợ mọi thứ trước mắt mình chỉ là ảo ảnh. Tử Già ở bên cạnh là quỷ hồn biến hóa thành, chỉ sợ sau một khắc cái ảo ảnh mỹ hảo này biến thành cảnh tượng địa ngục. Nhưng hết thảy có nói lên dòng chữ màu đen là thật hay không? Vô Thông Phố đang ở trong nhà trọ, tại phòng của Mẫn. Tử Già thì thào, chuyện này làm sao có thể? Ta cũng cảm giác không có khả năng, nhưng mà... Lý Ẩn không biết nên nói tiếp thế nào. Không phải trong quyết tự chỉ thị xuất hiện quỷ hồn, sau khi tiến vào nhà trọ cũng không thể tiêu trừ nguyền rủa. Chỉ cần ly khai khỏi nhà trọ sẽ lại lần nữa bị đuổi giết. Mà bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng lúc nào cũng rút đầu trong nhà trọ. Dòng chữ màu đen chính là giao dịch giữa con quỷ và bọn hắn. Đương nhiên giao dịch này không có ý nghĩa, đó cũng không phải quyết tự chỉ thị, căn bản là không có bất luận ràng buộc nào cả. Quyết tự chỉ thị mặc dù sẽ xuất hiện ẩn giống trong văn tự, nhưng không bao giờ nói dối, nhưng chữ này căn bản không đáng tin tưởng. Cho dù quỷ hồn sẽ bỏ ước định thì như thế nào, ai có thể quản được quỷ hồn? Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu như đi làm thì còn có một đường hy vọng, nếu như không đi làm thì sớm muộn thì cũng chết trên tay quỷ hồn, trừ phi là có biện pháp đẹp nó dẫn vào nhà trọ. Thế nhưng có thể làm dễ như nói vậy sao? Vì cái gì lại muốn chúng ta đem Vô Thông Phủ mang ra ngoài? Tư Già mận cảm bắt được cái mấu chốt. Nói cách khác, sự tồn tại của Vô Thông Phủ đối với con quỷ kia rất trọng yếu. Lý Ẩn nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. Bất quá con quỷ này như thế nào cũng là tồn tại bất diệt. Chúng ta bây giờ mặc dù đang ở trong nhà trọ, nhưng tương lai sẽ phải đi chấp hành quyết tự chỉ thị. Khi đó, vô luận như thế nào, trước hết phải xác nhận tình huống của Thâm Vũ. Ngồi thang máy đến tầng 25, sau khi ra khỏi thang máy, hai người đều cảm giác được một hồi khẩn trương. Không lâu sau thì đi tới cửa phòng 2505 của Mẫn. Lý Ẩn một tay đem nắm cửa chuyển động, không ngờ cánh cửa trực tiếp mở ra. Cửa không khóa, vừa mở ra đã nhìn thấy bên trong có một thiếu nữ đang ngồi vẽ tranh. Nàng kinh ngạc quay đầu, nhìn Lý Ẩn và Tử Già đang tiến đến, há to miệng nói. Các người như thế nào đã trở về rồi, chẳng lẽ... Nàng lập tức nghĩ tới, hắn hai người này cũng không khác Phong Dục Hiển đã giao dịch với con quỷ kia rồi. Tử Già liếc mắt nhìn thấy Phong Dục Hiển té trên mặt đất, cùng với Thâm Phủ lộ ra bối rối. Nàng đã đoán được điều gì đó. Đừng tới đây, nàng hô lớn. Sắp xong rồi, chỉ cần ta vẽ xong bức họa này, con quỷ kia sẽ chết, mọi người chúng ta ai cũng sẽ được cứu. Giờ phút này nàng rất khẩn trương. Nếu như hai người bọn họ cũng giống như Phong Dục Hiển liên thủ lại bắt mình, nàng không có cách nào chống cự được đâu. Dù sao thì bản thân nàng trường kỳ ngồi trên xa lăng, thể chất phi thường yếu ớt. Thế nhưng Lý Nhẫn và Doanh Tử Dạ đều là người vào sinh ra tử, thể lực hơn hẳn người thường. Nhất là Lý Nhẫn, tiến vào nhà trò được 2 năm cũng có luyện tập võ thuật. So với những người luyện tập võ thuật chân chính, tất nhiên không thể bằng, nhưng mà với nàng thì đủ dùng rồi. Phong Dục Huyễn bị mất lý trí, nhưng Lý Nhẫn phi thường thông minh. Thâm Phủ rất rõ, chỉ cần nói cho Lý Nhẫn thông hiểu đạo lý là được, nên nàng ngay từ đầu phải nói như vậy. Mà lúc nàng nói, bút vẽ trên tay vẫn không hề đình chỉ. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có một hết tinh lòng. Sinh tử của hắn thời thời khắc khắc tác động lấy nội tâm của nàng. Mà lúc này, tinh lòng cũng cảm giác được bản thân mình sắp đến cực hạn rồi. Cái khó thạch đầu hắn bám vào đã xuất hiện vài vết nứt. Cứ tiếp tục như vậy, hắn biết rõ điều gì đang đợi cho mình. Không, không muốn. Hắn không muốn chết. Chưa từng có thời khắc nào hắn hy vọng sống sót tới như vậy. Sinh hoạt rất lâu dưới cái bóng của ca ca, bây giờ hắn đã tìm được cho mình giá trị sinh tồn, đó chính là Thâm Vũ. Hắn đã yêu Thâm Vũ tới mức không còn thuốc chữa. Hắn muốn bảo hộ nàng, cùng nàng xóa bỏ mọi khó khăn tuyệt vọng, trị liệu tất cả những vết thương trong nội tâm của nàng. Coi như vẫn phải tiếp tục sống trong nhà trọ, đối mặt với vô số quyết tự chỉ thị đáng sợ. Chỉ cần ở cùng Thâm Phủ,
hắn cũng có thể mỉm cười mà đối mặt. Nhưng nếu như chết đi rồi, hắn không thể gặp lại thành phố nữa. Điều này đối với Tinh Long mà nói, so với chết còn kinh khủng hơn. Ta yêu Tinh Long, Thâm Vũ hô lớn. Ta yêu hắn, hắn là người duy nhất chấp nhận ta, là người duy nhất nguyện ý yêu thương ta, là người duy nhất lý giải ta, quý trọng ta, đối đãi với ta như một người bình thường. Cho nên ta nhất định phải cứu hắn, coi như tiến vào cái nhà trọ này cũng không hối tiếc. Lý Ẩn và Tử Dạ đều cảm thấy rung động. Thâm Vũ rõ ràng giống như Ngân Dạ, vì người mình yêu mà tự nguyện tiến vào nhà trọ. Đồng dạng đều là người thâm tình, Lý Ẩn có thể lý giải được tình cảm của Thâm Vũ. Được rồi, Lý Ẩn gật đầu nói, ta tới giúp người, liệu thuốc màu thì giao cho ta. Bật qua quá trình tô màu này có cần thiết không? Ta cũng không biết, nhưng vẽ càng giống, càng thêm chân thật rõ ràng, thì nguyện rủa sẽ càng thêm chính xác. Lúc này nàng thấy rất cảm kích Lý Ẩn và Tử Dạ. Với tình huống bị quỷ hồn ức chế, liên quan tới tính mạng, lại có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Lúc này phát họa đường cong rốt cuộc đã hình thành, mà Thâm Phủ cảm giác được con quỷ kia còn chưa có chết. Thuốc màu đều tốt rồi, Tử Dạ đem bản màu đưa cho Thâm Phủ nói. Nhanh, thời gian chúng ta còn rất ít, có lẽ nó sẽ còn đưa thêm chủ hộ tới cửa nhà trọ. Lý Dùng và con quỷ kia hiện tại đứng cách nhau không tới 10 mét, Tương Quang Miên thì đã chạy ra xa. Là người sao? Nếu như người giết chết Thanh Ly. Lúc này Lý Dùng tuyệt đối không sợ hãi, hắn gào thét phát ra như tiếng sấm. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho người. Nếu có quỷ hồn tồn tại như vậy, cho dù ta bị người giết, ta cũng nhất định hóa thành lệ quỷ đáng sợ nhất tới đoạt tánh mạng của người. Nhưng vài lời ngoan thoại Lý Dung vừa nói ra xong, đã cảm thấy toàn thân rét buốt. Hắn chỉ nghe bên tai truyền đến một thanh âm. Người thật sự muốn chết phải không? Hắn nhanh chóng nhìn sang, một cái đầu trắng bệch đang đặt trên vai hắn, là đầu của Mộ Dung Thận. Giờ phút này, Mộ Dung Thận đã biến thành một bộ phận của ác linh. Sau đó cái miệng hắn mở lớn như quả bóng đá, hướng vào Lý Dùng bổ nhào tới. Lý Dùng vội vàng ngã ra trên mặt đất, lăn đi hai vòng rồi đứng lên, phát hiện cái đầu lâu kia đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác rất buồn nôn, yết hầu dường như bị một cái gì đó chặn lại. Sau đó từ trong miệng hắn nôn ra một đống lớn tóc màu đen. Một gương mặt từ trong miệng hắn dần dần tuôn ra. Hai mắt Mộ Dung Thận gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Dung. Lúc này, Tinh Long vẫn còn đang thống khổ chèo chống. Thần cấp Tiểu Dạ Tử đã sớm chạy tới thạch động đối diện trốn đi. Hắn hiện tại rất rõ ràng, người tiếp theo chính là mình. Con quỷ kia sẽ lập tức giết chết hắn. Đúng vào lúc này, tảng đá kia rốt cuộc vỡ ra, các người hắn té xuống. Nhưng sau đó, thân thể lại bị một bó tóc đen buộc chặt. Cùng một thời gian, Tư Già chợt nhìn thấy bên ngoài cửa sổ hiện lên một bức tranh. Bức tranh kia là tràng cảnh Tinh Long đang bị một đống tóc trói chặt. Nàng liền nói với Thâm Vũ. Thâm Vũ, ngươi xem bức họa ngoài cửa sổ kìa. Thâm Vũ quay đầu qua xem xét, tức khắc bút vẽ trên tay rớt xuống đất. Lúc này chỉ cần đem một bộ phận cuối cùng trên gương mặt con quỷ kia bôi đen là coi như đã hoàn thành bức họa. Thế nhưng mà, con quỷ kia rõ ràng lại vẽ cho nàng một bức họa biết trước. Trang cảnh bây giờ chính là, nếu con quỷ kia bị giết chết, Tinh Long sẽ rớt vào trong bóng tối thâm quyền vĩnh cửu. Bức họa còn chưa có tô xong, cũng coi như bán thành phẩm, không thể phát ra nguyền rủa. Muốn phát ra nguyền rủa, ít nhất phải hoàn thành xong chính diện khuôn mặt. Thâm Phủ biết hiện tại con quỷ kia đang là uy hiếp nàng, mà bức họa biết trước này thực sự có khả năng tiêu diệt hắn, cho nên hắn mới dùng Tinh Long ép nàng dừng lại. Bây giờ rất hiển nhiên, mạng của Tinh Long bị ràng buộc với hắn. Nếu như nàng giết hắn,
không khác nào nàng giết chết Tình Long. Nàng bỗng nhiên nắm lấy bức họa, né tránh Lý Nhẫn và Tử Dạ. Các người đừng tới đây. Hiện tại chỉ còn lại một bộ phận cuối cùng chưa được tô đen, Lý Nhẫn và Tử Dạ có thể làm được. Nàng biết hai người bọn họ hy vọng con quỷ kia chết đi nhiều như thế nào. Người thà cho Tinh Long, ta sẽ đem bức vẽ cắt cho người. Thâm Vũ hô to. Người đem Tinh Long trả lại đây. Cẩn thận ngẫm lại, trước kia nàng đối với cái bóng đen này không dám vẽ ra. Không phải là nàng không dám, mà chính là bàn tay này tác động. Hằng không có khả năng tự vẽ ra chính mình, để rồi phải tiếp nhận nguyền rủa. Nhưng hiện tại, Thâm Vũ đã có một bàn tay mới của chính nàng, cho nên nàng có thể đơn giản mà vẽ ra. Chính vì thế hắn phải dùng Tình Long uy hiếp nàng. Nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Quy không có khả năng tuân thủ hứa hẹn, cũng không tồn tại một tầng sinh lộ nào khác. Hiện tại căn bản là không có biện pháp nào nữa. Chuyện cho tới bây giờ nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Nếu như mình chấp nhận đủ sáu lượt quyết từ chỉ thị, có thể nhờ nhà trọ mang Tinh Long trở về. Thế nhưng biện pháp này sao có thể sử dụng? Dù sao bản thân mình là chủ hộ mới, còn Lý Nhẫn vì cứu Tư Dạ đã biến thành 4 lần quyết tự chỉ thị. Trước mắt trong nhà trọ, chỉ có Khang Ngân Vũ đang chấp hành 6 lần quyết tự chỉ thị. Nhưng hiện tại, nàng còn đang ở trong khu rừng số 6. Không còn biện pháp nào nữa. Nàng biết, nếu giao ra bức họa, Tinh Long sẽ phải chết. Nhưng nếu không giao ra, kết cục vẫn là như vậy. Lúc này một bàn tay màu đen duỗi ra trước cửa sổ, ý tứ rất rõ ràng, hoặc là giao ra bức vẽ, hoặc là Tinh Long chết. Thâm Vũ run rẩy bước từng bước về phía cửa sổ, nàng cảm giác hai chân muốn nhũn ra. Bất kể làm như thế nào đều không thể cứu được Tinh Long. Cầu ngươi bỏ qua cho Tinh Long được không? Được không? Chỉ cần có thể cứu được Tinh Long, bất nàng hy sinh bất cứ tánh mạng của người nào trên thế giới này, nàng cũng có thể làm được, kể cả tánh mạng của chính bản thân nàng. Lúc này Lý Nhẫn và Tử Dạ cũng đang tức tốc suy nghĩ nên làm như thế nào để có thể cứu được Tinh Long mà vẫn có thể giết chết ác linh kia. Cho dù nghĩ như thế nào thì kết thúc vẫn là tử cục. Hy sinh Tinh Long là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng nghĩ tới tình cảm giữa Tinh Long và Thâm Vũ làm cho Lý Nhẫn thật sự không bỏ qua được Tinh Long. Biết rõ mình vợ thứ hai đang trên người huynh muội của Ngân Dạ, còn có khu rừng số 6, có thể có người đã cầm được mảnh vỡ thứ tư. Nghĩ như vậy, Lý Nhẫn thấy hy sinh Tinh Long là điều sáng suốt. Hơn nữa, ngày sau hắn và Tử Dạ ly khai khỏi nhà trọ cũng không sợ tánh mạng bị uy hiếp. Nhưng thật sự có thể hy sinh được Tinh Long sao? Bỗng nhiên Thâm Phụ nói. Được rồi, chúng ta ai cũng đều thối lui một bước. Người lập tức đem Tinh Long thả ra khỏi khu rừng số 6. Chỉ cần người làm được, ta sẽ lập tức đem bức họa. Lúc này bức vẽ này đang cầm có chút nghiêng đi, bị thấm vào thuốc mực màu đen trên bản vẽ, đem chỗ bị trống bôi đen. Tức khắc, bên ngoài nhà trọ truyền đến một tiếng hét đinh tai nhức óc. Sau đó, cái độc thủ kia liên duỗi trở về. Thân thể Tinh Long tức khắc trầm xuống. Không! Theo tiếng hô tuyệt vọng của Thâm Vũ, bức tranh kia bị gió cuốn bay lên bầu trời. Tóc trong miệng của Lý Dùng không thấy nữa, con quỷ trước mặt cũng biến mất phù tùng. Từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không còn bức họa biết trước tồn tại.